Vâng, em xin được mến chào tất cả các bác đang theo dõi kênh Michael Audio. Các bác đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, like, chia sẻ các bác nhé. Thì có rất là nhiều các bác hỏi em về những cái dòng vàng số tầm giá, chất lượng, ngon bổ rẻ các bác nhé. Thì hôm nay kiểm tra lại kho thì còn sót lại 4 chiếc chi pát hàng số các bác nhé. TP580M, dòng này chỉnh tay, chỉnh phần mềm đều được cho các bác chơi gia đình. Hiện tại trên thị trường thì giá cũng dao động vào 1 triệu 8 đến 2 triệu một chiếc này các bác nhé. Đấy, em còn 4 chiếc này thì em giá hôm nay gọi là giá thanh lý cho các bác thôi. Đó, chạy 48 bit các bác nhé. Đây, em sẽ quay cụ thể các bác cùng xem. Còn nguyên tem nữa các bác nhé. Đây, những cái tem này, hàng công nghệ của Mỹ luôn các bác nhé. Tem còn nguyên bản nhé. Tất cả những chiếc này cũng đều còn nguyên tem. Rồi, tem còn nguyên hết các bác nhé. Đó, mặt sau này hàng rất là đẹp. CD, mã CD đầy đủ nhé. Đây em đang cho hai đầu ra, đầu nhạc vào. Ở đây cổng red drive, các bác có thể dùng hoa sen. Giá hôm nay là giá thanh lý các bác nhé. Gọi là giá thanh lý, nó sót lại thôi. Năm ngoái em làm hơi nhiều dòng này luôn. Đấy, và có một chiếc Avin nữa các bác nhé. Avin, Avin K1000, dòng thương hiệu của Nhật các bác nhé. Như là dòng Sansui DA1 đấy ạ. Đó, các bác nào chơi thì nhìn qua là biết luôn rồi, không phải giới thiệu nhiều rồi, nhìn rất là chất luôn. Đấy, này em sẽ thanh lý cho các bác, tổng là 5 chiếc này để em sẽ báo giá luôn. Đó, các bác nào ok được thì liên hệ trực tiếp. Chi pát này thì em thanh lý giá là 1.500.000 các bác nhé. 1.500.000 bao rắc này, bao phí vận chuyển cho các bác nhé. Các bác cắm âm ly em tặng một đôi Canon da AV này, cắm đẩy này em tặng cho các đôi Canon. Đó, bao phí ship cho các bác, bảo hành 6 tháng các bác lưu ý nhé. Vẫn bảo hành 6 tháng vì nó còn nguyên tem này các bác này. Đấy, thanh lý thôi nhưng mà bảo hành vì nó còn rất là đẹp. Năm nay thì hàng này chắc là không về được rồi. Model là TP580M các bác nhé. Đây em báo giá luôn chiếc này rồi này. Bây giờ tiếp theo còn một chiếc Avin. Avin này thì hàng này thì 2.7, 2.8 một chiếc. Đắt như là dòng Sansui DA1. Vì chất lượng nó như nhau các bác nhé, nhưng mà do hãng Avin sản xuất thôi. Đó, dòng này là úp ngược lại nhé, úp ngược lại. Thì chiếc này cũng thanh lý luôn. Tại sao thanh lý thì em sẽ cụ thể luôn với các bác. Thì ở đây thì chiếc này được trước về thì cũng không kịp làm. Có nghĩa là do nhiều chiếc các bác vận chuyển nó bị đè, cho nên là nó bị cái mạch này này, cái mạch nó hơi vênh một chút. Đấy, hơi vênh một chút, thành ra là nó không tiếp nhau được nữa. Đó, các cái mạch không tiếp nhau được, cho nên là bảo anh em thợ đã xử lý. Đấy, nối lại cũng như là đổ keo rất là cẩn thận rồi. Đó các bác nhé. Có nghe nó hơi vênh một chút đây, mặt sau đây. Đây, các bạn mặt sau cho bác. Đây, mặt sau đây. Đấy, nó bị đè lên nhau, thành ra nó bị vênh một chút. Đấy, có những cái mạch của nó bị đứt một hai mạch gì đó, thì người ta nối lại. À, anh em thợ nối lại rồi, hoạt động bình thường nhé. Tất cả đều nguyên bản hết, chỉ có mỗi cái phần này thôi là bị vênh cái mên thôi. Đó, tất cả những phần khác là nguyên bản nguyên zin hết các bác nhé, kể cả nguồn, hoạt động bình thường. Đó, bác nào lấy em cũng thanh lý luôn. Đó, bán giao lưu giao hữu với các bác 1.500.000 luôn các bác nhé, bao phí ship đang kèm giấy rắc cho các bác nhé, bán thanh lý nhá, hàng đẹp như các bác đang xem nhá. Đây, mạch vênh thì em có nói luôn nhá. Đó, ở đây nó bị vênh mạch thì anh em đã câu rồi, câu mạch ngon lành rồi, chạy hoạt động bình thường các bác nhé. Còn tất cả ở đây nguyên bản nguyên zin hết nhé, 1.500.000 nhá. Dòng này là dòng như dòng DA1 các bác nhá, nhưng mà được hãng Avin sản xuất rồi ạ. Về chất lượng nó như nhau các bác nhá. Các bác nào đang chơi cái dòng này thì các bác biết chất lượng thì bao phê rồi, tiếng rất là sạch hay. Đó, vâng, quay trở lại với những chiếc vang chi pát thì em sẽ thử mic để các bác cùng cảm nhận nhé. Cũng khá là nhiều các bác chưa được nghe về cái dòng chi pát này, này em sẽ thử luôn tinh mic. Còn cũng khá là nhiều các bác quan tâm đến cái dòng này rồi, vì trên kênh YouTube em cái thứ hai là rất là nhiều các bác cũng bán. Hiện tại là 1.8 triệu đến 2 triệu một chiếc cơ, nhưng em thanh lý nốt thôi, còn sót lại thôi. Đó, các bác nghe tiếng echo cũng rất là ngọt các bác nhé. Thôi nhé em
đừng nhiều hơn sầu. Đừng thương tiếc để rồi xa nhau. Cũng có rất là nhiều các bác đã lấy dòng này về làm sự kiện rồi. Vì dòng này là chạy được cả phần mềm các bác nhé. Đây em sẽ quay luôn để các bác cùng xem, em cũng có phần mềm ở đây. Đó. Đó các bác nhìn này. Đấy có phần mềm các bác nhé. Các bác thích nào cài phần mềm thì có thể liên hệ thì em sẽ gửi phần mềm cho, hoặc là tải trên mạng về thôi. Modem TP58M 580M, các bác chỉ cần tải đúng như vậy là được. Đó. Hàng đẹp các bác, tất cả còn nguyên tem nhá, của nhà sản xuất luôn các bác nhá. Thanh lý 1.500.000. Đó. Tặng kèm dây jack bao hành phía chip. Chiếc này cũng vậy. Hàng này thì nếu mà các bác thích hàng đẹp thì hàng này chắc là cũng phải tầm tháng nữa đi mới về được. Giá thì chắc chắn nó sẽ không có 2.800.000 các bác nhá. Hàng đẹp nguyên bản nguyên zin của nó. Nó rơi vào tầm 3.200.000 một chiếc này nhá. Nếu mà lô sau này về. Còn cái này là lô của năm ngoái thôi. Đấy là do vận chuyển nó bị đè cái mạch nó vênh đi thôi. Đấy cụ thể là như thế. Ok các bác nhá, cho em xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ các bác nhá. Các bác nào mà thích dòng nào có thể liên hệ trực tiếp, hoặc là đắn đo gì có thể liên hệ qua số điện thoại 0977 434 361 các bác nhá. Xin được chào các bác.